các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong chuyên mục Người Gieo Hạt Sức Khỏe Tài Chính. Mình là Duyên và bạn đồng hành với mình là anh Quang cùng đến từ khối quản lý tài sản. Hôm nay thì mình và anh Quang có tổng hợp lại các câu hỏi được các bạn thắc mắc và gửi về cho chuyên mục. Rất là nhiều câu hỏi liên quan đến kế hoạch tài chính và kế hoạch đầu tư của mọi người. Thì mình sẽ đọc một vài những câu hỏi, lọc ra một vài những cái câu hỏi để anh Quang có thể giải đáp cho các bạn. Về phần câu hỏi về kế hoạch tài chính thì các bạn có đưa ra những câu hỏi. Thứ nhất đó là các phương pháp quản lý tài chính cá nhân hiệu quả và dễ dàng thực hiện với những người phụ nữ nội trợ là gì? Thứ hai, con số tài chính cụ thể để có một cuộc sống sau khi nghỉ hưu thoải mái ở độ tuổi 60 ở thành phố Hồ Chí Minh là khoảng bao nhiêu? Ngoài gửi tiết kiệm ngân hàng với lãi suất thực rất thấp, còn các công cụ tài chính nào thích hợp với người có thu nhập 10 triệu đồng trên một tháng để có một đời sống tự do tài chính sau khi nghỉ hưu ở tuổi 60 hay không? Thứ tư đó là cách dùng tiền thu nhập để đầu tư vào nhiều lĩnh vực sinh lời là gì? Cách quản lý tài chính cá nhân hiệu quả như thế nào? Thứ năm, khi thu nhập của tôi là 6 triệu thì cách tiết kiệm và đầu tư thông minh nhất là gì? Thứ sáu, các anh chị cho em hỏi là để có thể tự do tài chính thì cần có tư duy và phương thức như thế nào? Thứ bảy, cách chi tiêu để đầu tư hiệu quả cho sinh viên mới ra trường. Thứ tám, cách quản lý tài chính một cách hiệu quả trước diễn biến phức tạp của tình hình đại dịch Covid hoành hành khắp toàn cầu như ngày nay ra sao? Thứ 9, cách quản lý tài chính và đầu tư tài chính hiệu quả. Thứ 10, cách tăng vốn cho đầu tư và lương nhân viên hành chính. Năm nay em 26 tuổi, với 500 triệu đồng tiền nhàn rỗi, em nên sử dụng số tiền này như thế nào để có thể sinh lợi tốt nhất? Em chào các anh chị, em sinh năm 99, đang làm lập trình viên, lương thực nhận là một tháng là 12 triệu, em có thể dành ra một tháng 3 triệu để đầu tư. Em đang đọc sách về chứng khoán chứ chưa đầu tư thực sự, và hiện tại thì em vẫn chưa biết đầu tư như thế nào để có một số tiền nhỏ hàng tháng. Như thế, em mong được các anh chị có thể giải đáp giúp em. Còn rất là nhiều những câu hỏi liên quan đến cái vấn đề kế hoạch tài chính nữa anh Quang ạ. Nhưng mà chắc là những cái câu hỏi của các bạn đều liên quan đến vấn đề là cách quản lý tài chính như nào để các bạn có một cái con đường để đi đến tự do tài chính hay là an tâm đầu tư tự do tài chính, có sức khỏe tài chính và an tâm đầu tư. Vậy thì anh Quang có thể có một bức tranh tổng thể để cho các bạn giải đáp tất cả những cái câu hỏi này của các bạn được không ạ? Mình đã đọc qua và nghe cái phần chia sẻ của Duyên về các case study. Thì một cái điểm chung của mọi người là đều băn khoăn xung quanh là cái cách quản lý tài chính như nào, bắt đầu từ đâu, đúng không ạ? Để mà, và đặc biệt là hướng đến những cái mục tiêu, chẳng hạn như họ nói rất là cụ thể về tự do tài chính ở độ tuổi bao nhiêu đó, vân vân, đúng không ạ? Thì ai cũng có một cái mong muốn như thế hết. Thì anh nghĩ là cái cách tiếp cận tốt nhất là vẫn nên tìm hiểu để chúng ta có một cái xây dựng được một cái sức khỏe tài chính thật là vững chắc, đúng không ạ? Để mà trên cái nền tảng đó thì mình luôn luôn lúc nào mình cũng cảm thấy an tâm và nâng cao hơn nữa là cảm thấy tự do với vấn đề tài chính, tức là không phải lo lắng suy nghĩ gì về cái phần đó hết. Thì cái cách tiếp cận cơ bản nhất ấy, là vẫn xuất phát từ một cái kế hoạch mà ta gọi là wealth planning và investment planning, tức là kế hoạch tài chính và kế hoạch đầu tư, bắt đầu bằng những bước rất là đơn giản. Ví dụ như là đầu tiên là lúc nào cũng xác định là mục tiêu của mình muốn như nào. Đúng không? Ai cũng có một cái mục tiêu của mình, chẳng hạn như có người trong cái cây này là muốn là tôi tự do tài chính ở tuổi 60, là tự do tài chính sau bao nhiêu năm, hay hoặc là tôi muốn tài chính nó vững chắc, có sức khỏe tài chính tốt, đúng không ạ, có thể mua được một cái ngôi nhà để mà an cư lạc nghiệp, vân vân, các loại. Đã bắt đầu từ mục tiêu trước, sau đó thì mình mới xuất phát từ cái mục tiêu đó thì mình mới coi thử là để thực hiện mục tiêu như vậy thì mình cần cái nguồn tài chính mỗi tháng bao nhiêu tiền đầu tư, đúng không ạ, và phân bổ tài sản như nào với một cái lợi suất bao nhiêu để đạt được cái điều đó. Thế sau đó thì mình lại soi lại, tức là mình review, tức là cái hiện trạng mình đang xuất phát điểm như nào, đúng không ạ. Ví dụ như ông muốn là có 1 triệu đô thì bây giờ ông có tiền chưa, đúng không ạ. Thế từ đây đến đó thì ông sẽ xây dựng cái tiếp theo như nào, tức mình nhận diện được hiện tại cái cân đối thu chi của mình đã tới tối ưu chưa, thì từ đó có thể ra được một cái mức saving rate, tỷ lệ tiết kiệm bao nhiêu để dành cái phần tiền nó vào đầu tư được đó. Tức là tóm lại là bước thứ hai sau cái bước mục tiêu là bước nhận diện bản thân mình đang như nào, tài sản mình có cái gì rồi, đúng không ạ. Bắt đầu mình đến một cái bước thứ ba là trên cái nền tảng nhận diện được, thấy được cái khoảng cách đó rồi, thì bắt đầu mình sẽ gọi là planning, mình xây dựng cái kế hoạch cho tương lai. Thì cái kế hoạch đó
trong cái góc nhìn về để mà hướng tới cái mục tiêu là sức khỏe tài chính và an tâm đầu tư thì ta cần xây dựng một cái tháp tài sản, đúng không? Mà dưới đó là cái phần đáy của cái tháp là chúng ta cần phải có một cái quỹ dự phòng thanh toán nhanh, ta gọi là tài sản phòng vệ, gồm cả một cái quỹ dự phòng thanh toán nhanh và các loại bảo hiểm, đúng không ạ? Rồi trên cái tài sản phòng vệ thì đến một cái tài sản cho hưu trí để mà ông an tâm đến một độ tuổi nào đó là ông lúc nào có nguồn tài chính để chuẩn bị cho tương lai, rồi chúng ta không phải lo nghĩ nữa. Rồi bắt đầu trên hai cái loại tài sản đó xong thì đến một loại tài sản là đầu tư theo mục tiêu. Đấy, thì mục tiêu lúc đó có thể là tự do tài chính, có thể là để mua nhà hay cho con đi du học này kia, vân các thể loại. Đấy, thì mình sẽ planning cho các loại tài sản đó. Rồi trong quá trình làm planning như thế thì mình cũng đánh giá bản thân xem là cái khẩu vị rủi ro nó ở mức nào, đúng không? Vì bao giờ các tài chính cũng sẽ gắn với một hoạt động là cuối cùng chúng ta phải đầu tư, chúng ta phải phân bổ tài sản. Mà muốn làm được cái việc đó thì chúng ta cần phải hiểu bản thân mình, khẩu vị rủi ro mình ở mức độ như nào, mình là chấp nhận rủi ro ở mức trung bình hay là thấp hay là ở mức cao, và cộng với cái thời gian đầu tư khi mà chúng ta có một kế hoạch đầu tư với mục tiêu gì, thì từ đó sẽ có một cái phân bổ tài sản hợp lý là bao nhiêu tiền sẽ vào nhóm cổ phiếu, bao nhiêu tiền vào nhóm trái phiếu, bao nhiêu tiền vào các loại tài sản khác như là bất động sản này kia, v.v. Và từ đó bắt đầu ta triển khai và ta có người đồng hành. Đó, cái cách tiếp cận cơ bản là như vậy. Và theo anh nghĩ là để mà có thể thực hiện những cái điều cụ thể như vậy thì mình đề xuất là nên có một gọi là financial health coach để đồng hành giúp các bạn tất cả các khâu đó, từ việc là xác định mục tiêu như nào, nhận diện hiện tại ra sao, lên một cái kế hoạch cho tương lai như nào, phân bổ tài sản ra sao để thực hiện cả đó. Thì rất cần một người huấn luyện viên để đồng hành. Vậy thì trong cái anh Quang có nói về tổng thể về cái kế hoạch tài chính như nào, thì anh Quang có nhắc đến một vấn đề, đó là vấn đề đầu tư. Mà vấn đề đầu tư thì đặc biệt được các bạn quan tâm rất là nhiều, và các bạn cũng gửi những cái câu hỏi về cho chương trình, ví dụ như là bao nhiêu vốn thì có thể bắt đầu đầu tư được, các điều kiện cần và đủ để bắt đầu đầu tư tài chính là gì. Chào các chuyên gia, mình là người mới tìm hiểu về chứng khoán và thực sự quan tâm về chứng khoán. Rất mong các chuyên gia có thể chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm cho những người mới tham gia, cần làm những gì, học những gì để có thêm kiến thức trong môi trường đầu tư chứng khoán. Cách đầu tư đúng đắn, hiệu quả, khôn ngoan để có thể hạn chế rủi ro là gì? Em thấy các chuyên gia hay trả lời những câu hỏi là đầu tư như thế nào, nhưng chuyên gia lại chưa chỉ cách là làm sao để có tiền để đầu tư, chưa biết cách để tích lũy, tích sản và đầu tư đúng chỗ. Hậu Covid-19 thì có nên bán nhà, đang vay một phần ngân hàng đi để đầu tư hay không ạ? Em có 50 triệu thì em cần đầu tư những gì để nó sinh lời với lãi suất là 15% một năm? Tiếp theo là hàng tháng em có dự một khoản tiền nho nhỏ 2-3 triệu cho em hỏi, thì với số tiền này có thể đầu tư vào chứng khoán không ạ? Mà thời điểm bây giờ em chưa hiểu biết gì về lĩnh vực chứng khoán, thì em mong là các chuyên gia có thể tư vấn giúp em, và em nên bắt đầu từ đâu. Hay là tôi năm nay 33 tuổi thì mong các chuyên gia có thể chia sẻ giúp tôi về nguyên tắc và tỷ lệ khi đầu tư vào các loại hình đầu tư như chứng khoán, bất động sản, vàng, tiền gửi tiết kiệm là như thế nào. Xin cảm ơn các chuyên gia. Đây là toàn bộ là những câu hỏi về vấn đề đầu tư. Thì khi mà từ là những mọi người là chưa có nhiều kiến thức và họ mong muốn là có một cái nguồn thu nhập thụ động từ đầu tư, thì anh Quang có thể góp ý cho mọi người. Anh nghĩ là từ các cây này thì cái cách tiếp cận cơ bản vẫn là mình hiểu mình đã. Cái điều đó rất quan trọng. Hiểu mình ở chỗ nào? Tức là mình hiểu xem được là mình cần gì. Mục tiêu của mình khi mình tiếp cận xuống đầu tư để làm gì. Một cái mà thất bại theo kinh nghiệm của mình khi mà mình review lại các cây thất bại trên thị trường là phần lớn là người ta không có một cái mục tiêu rõ ràng, đúng không? Chỉ biết là ok, thấy người ta kiếm được tiền chứng khoán hay là thấy người ta kiếm tiền từ bất động sản thì là lao vào thế thôi, và không giống như lao vào mà không có một cái con đường đi rõ ràng, không có một cái phương pháp đúng, thì tất yếu là nó phải trả giá rồi, đúng không ạ? Cho nên là quay lại câu chuyện là phải hiểu mình, hiểu mình bằng cách là hiểu mình muốn gì, mục tiêu là gì, hiểu bản thân mình là kiến thức đầu tư của mình đang ở đâu và mình cần phải làm gì để mà có thể có được cái kiến thức và cái chiến lược đó, đúng không ạ? Và bắt đầu bằng một cái việc là có ngay một cái người gọi là financial coach, một investment coach đồng hành với chúng ta, để giúp chúng ta được là ok, nhận diện được bản thân ông đang ở đâu, như thế nào, đúng không ạ? Rồi từ đó một cái bước thứ hai nữa là người coach đó có thể là sẽ giúp chúng ta nâng cao kiến thức trong đầu tư, biết được là những cái khóa học hiện tại, có những khóa học nào trên thị trường, có những quyển sách nào chúng ta nên đọc, đúng không ạ? Và chúng ta nên học từ những cái guru trên thế giới, người ta đã thành công chứng minh rồi, thì đương nhiên là cũng không cần mình phải rập khuôn cứ như họ, nhưng mà chắc chắn là cái cách làm của họ nó có một số cái phương pháp mà mình hoàn toàn có thể học hỏi được.
đúng không ạ? Rồi thế còn lại thì cái cách tiếp cận như nào thì tiếp nối cái câu chuyện là làm kế hoạch tài chính thì nó sẽ có một kế hoạch đầu tư. Tóm lại kế hoạch đầu tư đã xuất phát từ chỗ là ông đầu tư để nhằm đạt được cái gì, để đầu tư để mà có tự do tài chính, hay đầu tư để mà mua được một ngôi nhà, hay để có tiền cho con đi du học, hay để tối ưu cái lợi suất hiện tại. Thì khi có cái mục tiêu thế, biết được là mình sẽ đầu tư trong vòng bao nhiêu năm, đúng không? Rồi hiểu bản thân mình để biết được là không bị rủi ro mình như nào để mình phân bổ tài sản cho hợp lý, và cần phải học, đi học đầu tư để biết được phương pháp để mà có thể triển khai cái đó được như nào. Còn lại thì đấy, tóm lại là điều kiện cần là cần có kiến thức, cần có phương pháp, cần có người đồng hành để mà giúp chúng ta tất cả các cái việc như vậy, đúng không? Ở đây các bạn có nói là làm thế nào để có tiền để đầu tư, đúng không? Thế thì theo kinh nghiệm của mình là như này này, đừng có chờ đợi đến lúc có tiền dư thì mới đầu tư, mà bản thân tất cả những người đó là vì là do không biết đầu tư và không có mục tiêu cho nên không có tiền. Đấy, cho nên mình khuyến nghị là gì? Đừng chờ đợi mà hãy bắt đầu luôn với một cái kế hoạch và hành động cụ thể, thì tự dưng từ đó mới có động lực và biết được là cái hướng mình sẽ kiếm tiền như nào, sẽ tăng tiền lên như nào. Và trong này có một số cây bảo là em có 1-2 triệu, 2-3 triệu một tháng thôi thì có đầu tư chứng khoán được không? Thì câu trả lời đây là hoàn toàn có thể đầu tư được. Trên thị trường có những cái loại chứng chỉ quỹ mà bắt đầu từ 1 triệu là mình đã có thể tích sản được hàng tháng rồi. Và cái điều quan trọng nhất đó không phải là bao nhiêu tiền, mà mình cần bắt đầu sớm, để mà từ bắt đầu sớm thế nó tạo thành thói quen, thì sau này thu nhập của mình tăng lên, mình không những chỉ để dư được 2-3 triệu mà thậm chí là 10 triệu, 20 triệu, 30 triệu thì mình đã biết cách rồi, đúng không? Mình tăng kiến thức trong thời gian đó để mình có sự hiểu biết hơn và mình tăng được thu nhập lên thì mình sẽ đầu tư thôi, đúng không ạ? Ý là gì ạ? Như vậy thì tức là trong cái câu chuyện về kế hoạch tài chính và đầu tư thì anh Quang cũng đưa ra một cái kế hoạch tổng thể các bước để các bạn có thể là thực hiện theo cái kế hoạch đó, thì cũng bao gồm là từ là trước tiên là phải nhận diện xem là bản thân mình đang mong muốn điều gì và mình đang như thế nào, sau đó thì có cái mục tiêu cụ thể rồi lên kế hoạch để phân bổ cái tài sản đó và đem đi để đầu tư, và đặc biệt là có một người coach, người huấn luyện có thể đồng hành với các bạn để giúp các bạn có thể tạo lập cái thói quen đó để tiếp nối trên cái hành trình đầu tư đó, đúng không anh Quang? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyên mục của chúng tôi, chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.